Đàm chính là Sarah Manray. Đàm ơn hay đó, hãy đưa Sarah Manray về cho chúng tôi. Hứa tôi cần Sarah Manray. Ô, Phantom Granite, vượt bờ đức Phantom Granite. Hè này sao muốn mấy ông? Hè này sao muốn mấy ông? Hè này sao muốn? Ơ, cái này Numeron à? Ôi trời ơi. Ở đâu? Chờ, à, chờ thằng Messi ra. Không, hen này chơi được, hen này chơi được. Còn má Infinite ngu vãi liền ngu. Ơ ta sao? Ta sao đây? Ta cái what the fuck? Cái này. Thật sự luôn đây. Cái này đi nè nè, tôi nói nè, ông này ông xâm một con khác. Cái này là cái con này tỏ với cái này nè nè, coi nè, ông Infinite nè. What? What? What the fuck? Tôi bảo mà. Mày ông nghe câu không được tính được đâu. Không. Messi ra làm. Inter mà không có trùng cuối thì đánh khó lắm. Ơ. Sao Long Hàng? Sao? Ủa sao Long Hàng? Ơ cái gì? Quái. Wi-Fi à. Đại Chúa làm ơn hãy cho con xem những nét meme. Đập đá. Ô. Cái gì đây? Sưng nữa nè. Trận chiến giữa mấy con sưng, đầu xanh hai thằng không thằng nào chơi được luôn. Ông chơi được, ông kia normal, ông kia đầu đá, đầu hên thì được á. Không nhưng mà sưng. Sao chỉ kiếm. Tôi có hai con ác mà không lẽ? Ủa? Chơi hai ác à? Ơ kìa. Cái gì đây? Chơi hai ác đi kìa. Ok. Thật ra nếu mà ổng có cái làng á thì coi như con xuân phải dập luôn, ông đéo xuân được. À không, ông này xếp danh luôn. Tình chứ mấy chân nổi chứ mấy... Cái quần gì? Xếp chen luôn. Để cái con bị ăn ác ra đầu. Ờ, xếp chen để hướng cái ác. Ủa nhưng mà mới nãy bị ăn ác rồi mà nha. Cái quần bà tờ rồi đấy. Ga gần lên hen này. Ô hen này đẹp này. Hen này ga gần lên đẹp này. Chết rồi. Đúng rồi, thằng ốp còn có lót bên gành nữa hay sao chơi. Ê quay thằng ốp đầu ngu kìa. Ôi ốp đang đầu ngu từ nhá. Ốp đầu ngu. Không, cái này mới đầu ngu. Cái này là ông bà không ủng hộ. Sao cái gì mà chiến vậy anh trai? Cái gì đấy? Và đây là Polo Kilo. Polo Kilo. Mấy em thấy gì chưa? Đã bảo rồi. Sarah Manray never die nha. Ừ. Đây, Banit 10 con Judas này, Banit 10 con Chigas này, con này. À, ơ từ. Tại... Ui chú! Phát to. Đó kìa. Ơ? Nó chán vậy. À cái này thì chắc quên đọc cả test. Đúng không? Ủa, không phải à? Ok, bình tĩnh. Tôi sao nè? Cái này cho tôi không bình tĩnh. Quá kỳ cục. Đồ kỳ. Đồ kỳ trái này tôi này không được, không để ghét được hả? Quát cái gì? À quên rồi, được. Đồ kỳ, câu đạp bộ công học. Trường này ghét con này cực. Cái này mà 4 rau là hết á. Khoảng đập đá, vẫn tiếp tục đập đá được. Là không, sau khi tôi bị hiểm nào. Ủa, Unicorn. Cái gì đấy? Anh bạn à. Anh bạn à, đây là tên 1, anh bạn à, đây là lượng 1, anh bạn à.
nhìn tham lam rồi. Trông có vẻ không có Apollo gì hết rồi. Rồi cái gì mà chiến thế anh trai? Cái gì đấy? Tham lam ồ. Quay mới một con rồi. Tại sao từ khi nào mà công thức múa của Chiren nó đẩy có con silver này ở cuối nhỉ? Không biết. Nhưng mà sau này kiểu như là đẩy Omen nó làm cái gì rút ấy. Toàn rồi. Qua toàn. Thấy bây giờ cứ vô trong cái gì đều bị negate hết tài không? Cái cây nhất ở đây là có một con reo dưới mộ này, có con reo trên tay này, rồi còn một con reo có thể sợt đúng này đấy. Ủa sao không đẩy con gì mọt vậy à? Đóng con đẩy 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 thấy sức mạnh của anh Thai chưa? Không phải sức mạnh đâu, hôm nay sức mạnh của Maxi mà ông mẹ Maxi gánh. Ừ Maxi gánh còng cả lưng. Không biết là mấy con quấn nhau mà không có điều kiện gì luôn thì dễ, đúng rồi là điều kiện nó dễ nên là phải được dễ dàng. Cái gì vậy anh bạn à? Linh ba cái gì đấy à? Unicorn silver nhìn là biết gì. Tôi nghĩ hoa này đẹp nhất là unicorn. Ồ silver con lên cái chổi hoặc là lên cái unicorn thì ăn. Nhưng mà làm gì bất thường chứ. Không, chỉ cần hôm nay dút mạnh nhầm cái con Bestfader thôi. Dút mạnh nhầm Bestfader thôi đi. Không lên lại được đâu, cái con thầu bay kia giờ lên lại không được, có cái chỉ tay mình. Cái gì kìa, cái gì kìa. Chút nữa mấy em sẽ thấy là Logic là thằng top 1 giải đấu nó sẽ chơi lưu ai. Đánh giới top 2 là đáng mỹ sành. Thôi bật speed đi ông ơi, đến lúc chúng ta cần speed run. Đây đây đây. Sao biết ngay Phantom Nai à. Ok nha. Sao biết Phantom Nai cho nó chiến. Phantom Nai đi đâu? Rongo Goku bro. Jagobini. Luôn luôn là Jagobini. Combo luôn luôn chụp khiên. Cái quân. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, không phải quyết effect, không phải quyết effect. Được ấy, chỉ ấy. Nhưng mà nó có mà, nó là có mà. Đúng là nó không có quyết được phép nhưng nó vẫn là có. Ủa? Đây là Yu-Gi-Oh player. Ủa khoan. Sao con này nó tại tự nổ? Ủa? Không có. Ờ đúng rồi, có. Bị con này bị negate phép rồi. Con này bị negate phép rồi. Nên nó không ok được cho con ở dưới chân nữa. Ok. Hợp lý á. Cái này đúng ra phải ném vào con này. Chết đúng ra là ném vào con này nhưng mà mắc con chó được rồi. Tại con chó nó gọi là con xe. Rồi con xe nó lấy cái body tinh hai nó cũng mệt. Khi nào cũng mệt. Ôi cái combo này là 7586 này. Ủa không phải 7586. Đại ghi rơ thôi. Đấy này mày không, nếu mà cái này hồi sinh con lý của ba là ra núm 375 với núm 786 là drop xăng rồi. Ừ, nhưng mà ông này ông healthy, ông này healthy. Ừ, ông này không chơi cái đó. Ông này người tốt. Quan tôi kêu. Đấm rồi. Buồn ghê. Sao không, chưa quan tôi kêu được. Ơi, lật sớm vậy. Lật sớm vậy. Lật trễ một tí rồi chặn được quan tôi kêu rồi. Ôi. Đó là cái này nè. Tự nhiên mấy con cho mình nét không xung lên. Toàn Linh 3 thì không thấy Surai đâu. Quá tấm này làm sao tấm này xung được từ mộ Venice mà. Với mộ với Venice được gì vậy? Này đấm mấy con hồng này thì tôi lại luôn á. Trời ơi mẹ con Silver nó còn đéo có Attica đúng sợ. Bên kia rồi, bên kia rồi. Mấy ông liền được lên Linh 3 rồi. Đây là lời nguyền rồi. Cà tròn chỉ có cà dù mới cắn được thôi. Cà dù cắn trộm ghê lắm. Không, có một con nữa biết gì không? Không phải được quay. nhìn tay ông này. Ông chưa quên là ông châm đến chính thức, ông múa cũng ghê lắm. Nhưng mà hiện tại hình như thấy đang hơi bị lố rồi. Đấy đấy, nhìn cái cách ấm sát chen kìa. Đấy, ăn sưng. Chả hiểu kiểu gì. Cái lát sơ bộ men lên chơi gì nữa. Ông này em cũng bắt. Ok. Tham ốc là vui này. Ông này em. Cái gì đấy anh bạn à. Không, để revolt, để revolt. Thôi đấy. Ở đâu? Kỳ Won với mộ hay trên. Remote ừ, nhưng mà vẫn để với mộ cũng được.
Tại sao lại phải để kệ họ. Không có không ra mày gọi luôn Linh Ba nữa, lại Linh Ba. Gặp Linh Ba hay nhiều chứ. Nè Linh Ba này. Còn này nhảy Linh Ba này. Nhảy Linh Ba này. Còn này Linh 2 quả này nó chấp của chị vô. Ừ, Linh 2. Linh 2 đúng không hết nha. Đừng Linh Ba nha, đừng Linh Ba nha. Ok, được được được. À đó hồi đó. Ông ông kia ông kia. Từ đây ép với nhau. Đi đi. Ông bự gấp ông chưa đủ 5 triệu sức mạnh và chưa chọn đúng nền của mình ấy. Đây là Eldritch chọn. Này này này, con này con này. Eldritch mà lật chúng sờ kêu gan nhé, là bọn chim nghỉ chơi nhá. Cách để Eldritch thắng chim ấy. Cách top 10 cách dễ nhất luôn ấy. Không chơi được, không chơi được. Chim lên sàn nó mới kích effect. Này này này, sờ kêu gan này. Chạy. Đăng ông, ừ, game kỹ năng. Còn tháng này đã thuộc về anh rồi trời. Ông chờ để dùng mua hiệu dùng hiệu ứng giao đích nhảy xuống ấy, nhưng mà chờ cái thứ năng sao. Ui trời ơi. Ôi, tôi định nói là tấm này sạch em đích này nhưng mà top đích nó thế này. Top đích ảo quá, top đích chơi đồ, người anh em này cũng người chơi hệ Viking rồi. Ôi con kia nữa. Ôi trời ơi, mền á. Để cái đồ vui đó, ông này quên rồi. Tại chọn đúng nền văn minh này đó. Chọn đúng nền văn minh này đó. Nói đi, không thấy chổi vô luôn. Con đó vẫn bị ăn lưu là ok, Nibigo. Chàng này là bị Nibigo rồi. Có nguyên con. Ôi trời ơi, nhìn top dead kìa, nhìn top dead kìa. Khỏe quá nồi, các người chơi luôn. Xin quá nồi. Nè, ông trên này mẹ, tôi đốt được 20 con phố nhưng mà ông kia lại rút bài đẹp hơn. What? Cái gì đấy anh bạn? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Từ khi nào mà vô đát lại thấy hủ? Tất kìa. Phải. Cái gì đấy? Chiến à? Không ai. Không ai hiểu đâu. Ô, ô. Ô, để xeo lên này. Phải xuống xeo lên này. Không, nãy giờ anh đang biết tại sao mà bọn em lại quay cái này không? Bởi không phải vì bọn em muốn quay mà tại bọn em thấy cay quá ngủ không được, cho nên là bọn phải tiếp tục quay. Giờ đưa Linh mẹ ăn ngay con golem là đến luôn. Không. Ừ, ăn ngay con, không không cần sao làm đâu, ăn con ngựa thôi, nhẹ nhàng con ngựa thôi. Được không, ngựa vẫn sợ bút sẽ tào lâm được, vẫn phải sao làm. Cái gì đấy, anh bạn à. Kể hòa đi. À không, cái này nó vẫn bắn về Solem đúng không? Cảm ơn. Bắn được. Ui dồi ôi, nhìn cái top deck kìa. Phê. Thảo top deck của chọn. Chọn đúng là non minh rồi đấy, chọn đúng là non minh rồi đấy. Không chơi em chứ đâu. Mấy kia còn có lem hả? À không. Mấy em phải biết đi. Cái gì? Cái gì? Ủa sao gấp cái Shaker tự bắn nó? Ơ gấp cái Shaker tự bắn nó à? Ơ? Đâu, nghe đâu phải đâu, gấp cái tự bắn rồi xâm lên được mà. Không nhỉ? Nó tự bắn nó, nhưng mà thay vì ông mắc ép, ông đợi cái ép cái field xong, ông sổ cái xuống, em bắn, ông bắn cái field không? Ừ, bắn cái field nó được lại hơn, thường là bắn field, chứ ai đâu lại tự đi bắn thân nhờ. Bắn thân xong ông bị lỗ bắn cái body rồi. Ừ. Số lần mà tôi thấy xung con Shiver của chị vô hôm nay hơi nhiều nha. Ừ. Có cua tuyệt vời mà. Quái, tính ra có một mình tôi chơi gank kit Abolosa luôn á. Không ai chơi gank kit Abolosa. Nhưng mà chả khác gì tự đấm vào mồm mình. Thôi có cua tuyệt vời là ngon rồi. Nhưng mà ông vậy giải thích chúng tôi là con ếch nó có cái tác dụng gì vậy? Con ếch nó tự nhặt nó được. Vừa nè gây vừa gây cycle bắn thăng luôn. Con này nhìn cụ tèm. Ông phải nhìn cái tên con ếch này. Con ếch đẹp trai. Để nhìn là biết nó mạnh rồi. Ếch đẹp trai nhá. Đúng lộ mẹ, nghe tên là biết chứ rồi. Nghe tên là biết lý do tại sao nó bị limit tiền 1 rồi đấy. Không, đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Thì sẽ đẹp trai. Ok. Ok nhá.